Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách thức để mà mình lên được cái máy ngói xưa như vậy nha cô chú anh chị các bạn. Thì ngói này thì mình nói xưa, hiện tại là kêu bằng ngói 22 nha. Thì hôm nay là mình đã có làm cái nhà này rồi. Thì tiếp tục là mình sẽ làm một cái nóc nhà ngói bên đây. Đó. Thì cái thức để mà làm thì mình cũng chia là một cái máy chữ A bên đó như là cái nén, thì đã mình dựng cái nén rồi. Thì cái chiều dài của cái nhà này thì một cái máy ngói này là 11 mét nha. Thì cái máy ngói 11 mét thì ở đằng trước mình là từ đây tới cái cột cái đó, cái cột cái đó là 5 mét, từ cột cái tới đằng sau đó là 6 mét. Thì cái máy dài ở đằng sau thì nó dài hơn đằng trước. Thì mình đã xây tường, đổ cột cái, đổ xiên rồi. Thì bây giờ ở trên này là đổ cái cây đà. Thì cây đà cái nén này thì nó như bên đây, nó có một cái ghìa theo cái cột của chú anh chị bạn. Thì cái ghìa này thì mình đã dùng những cái gâu. Đây này, mình đã bẻ một cái gâu sẵn như vậy. Đó, một gâu sẵn như vậy. Thì mình sẽ đổ cái đà này trước rồi mình sẽ đổ cái ghìa này sau. Đó. Thì nó sẽ giống hình thức như bên đó nha. Thì lúc trước mình cũng có đăng clip lên đó, thì có số bạn hỏi là mình làm cái thức sao để đổ được cái ghìa đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại. Thì được đổ như cái ghìa bên đó thì mình phải đổ cái đà này trước, mình chừa gâu rồi sau nó mình sẽ bờ một miếng dán ở dưới lên, là mình đổ cái ghìa này là 8 phân nha. Đó. Cái ghìa này lên là 8 phân như ở bên đó. Là nữa cái máy ngói của mình thật sẽ chồm ra. Hình thức như vậy. Thì ở trên mình cũng có đổ một cái con lươn là kêu con chạy chỉ viền máy ngói. Thì chỉ viền máy ngói như ở trên cái nhà này mình đã làm lúc trước rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ làm ở bên đây. Mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn để biết thêm. Thì anh em mình chia lên một cái đỉnh mà để cho nó vừa, thì mình lấy từ cái mặt bằng cái này, mặt bằng chỗ cái cuối cái cánh nén này nè cô chú anh chị nha bạn. Đây đây cho vậy, đây cuối cánh nén này thì mình sẽ đổ cái đà này, sẽ chừa gâu đà lên rồi thì cuối cánh nén này cho nó tới đằng sau. Thì từ cái mí đó lên trên đó là 3m3 ngang của chú anh chị các bạn. Thì cái chiều dài này nó là 5m nè. Thì từ cái gột cái lên đó là 3m3. Đó là lên tới một cái đỉnh cái nén trên đó. Đó. Để cho mình nhìn vô là nó sẽ được cái máy chùi như vậy. Thì cái máy ngói lúc nào nó cũng phải chùi ngang của chú anh chị các bạn. Thì nó ngang quá thì nó sẽ đóng gông. Mà nó chùi quá thì nó cũng xấu chứ không đẹp. Thì nên mình phải căng làm sao để mình vừa cái tầm của mình để mình làm. Thì ở trước này mình có đổ cái móng xối nè, mình chưa xây, đang chuẩn bị khép một cây dán bên đó nữa. Thì bên này thì mình đã khép rồi, thì chờ đổ thôi. Còn bên đó đang chuẩn bị dán để mình khép lên mình đổ đó. Thì nói chung mình biết sao thì chia sẻ cho anh chú, của chú anh chị và bạn biết. Thì những anh chị nào, những anh thợ nào làm lâu năm thì có thêm kinh nghiệm thì bình luận mình trước, góp ý. Mình học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Đó. Thì cái nhà này thì cái diện tích của nó là bề ngang đó là 6 mét. Chiều ngang là 6 mét, mỗi khoảng cột là 2 mét. Chiều dài là 11 mét cái khu vực trên này, còn ở dưới thì mình chưa có tính nha. Đó, mình không có tính ở dưới. Thì mình xây thì liền tường trong, còn cột lú ở ngoài đây nữa, được cái chạy một cái chỉ màu chỉ cột như bên đó nha cô chú. Ở trước ngày này mình cũng làm giống như hình thức như luôn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ ngưng tạm ngưng máy chút xíu nha. Rồi mình sẽ khép cái đường đó xong rồi mình sẽ quay tiếp đây
cho cô chú anh chị các bạn xem. Rồi thì mình đã khép cái dán đổ cái đà cái nén này cô chú anh chị các bạn, thì đã xếp xong rồi đó nè. Cái này chỉ chờ đổ nó là xong nha. Rồi con phụ đang quét dọn. Thì bây giờ mình cũng khép xong rồi, cũng chiều rồi, thì bây giờ mình hẹn lại cô chú trong anh chị và các bạn trong ngày mai, thì sẽ đổ cây đà này rồi mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem một lần nữa nha. Rồi thì cái đà này đã đổ rồi, xong rồi nha cô chú anh chị và các bạn, thì chờ ngày mai dán nó sẽ cái đà sẽ khô rồi mình sẽ gỡ cái dán này ra, sẽ đổ cái gì ở bên đây ra nha cô chú anh chị. Đó, cái gì ở đây ra giống như bên đó, cái gì này mình đổ sau nha. Đó, bên vẫn vẫn đổ rồi luôn, hai bên đều rồi hết trơn nha. Rồi thì mình cũng làm cái video này ngắn ngắn nha cô chú anh chị các bạn, thì hẹn cô chú anh chị và các bạn lại những clip tiếp theo nha. Rồi, thấy video mình có hay hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha cô chú anh chị và các bạn. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Rồi hẹn gặp lại video sau. Ok.